Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 22 tháng 7, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa chủ trì hội nghị duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Định lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Phát, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa, lãnh đạo các ban và văn phòng Tỉnh ủy, các sở ngành cấp tỉnh. Góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Định khóa 25 trình đại hội, các đại biểu cơ bản thống nhất với bố cục của dự thảo báo cáo, tuy nhiên một số mục cần cô đọng xúc tích hơn. Chủ đề đại hội đã khái quát toàn diện nhưng cần lược bỏ những cụm từ chưa phù hợp. Một số kết quả trong các lĩnh vực cần được tách riêng với những đề mục rõ ràng. Số liệu trong báo cáo tuy phong phú nhưng thiếu chọn lọc, nhiều số liệu quan trọng còn để ở phần chú thích nên rất khó theo dõi. Các đại biểu cũng đề nghị báo cáo cần đánh giá rõ hơn về những thành tựu kinh tế, kết quả thu hút vốn đầu tư phát triển của huyện trong giai đoạn 2015-2020, đánh giá sâu thêm về công tác quốc phòng an ninh, bổ sung đánh giá về công tác thanh tra tư pháp. Qua phân tích thực tế, các đại biểu cho rằng một số chỉ tiêu huyện Yên Định vẫn còn có thể phấn đấu cao hơn như chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người, huy động vốn đầu tư phát triển, tỷ lệ đô thị hóa. Tuy nhiên, về chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng các ngành dịch vụ, huyện cần nghiên cứu kỹ, đảm bảo tính khả thi. Trong phần hạn chế khuyết điểm, cần phân tích rõ ràng cụ thể để từ đó làm cơ sở đưa ra những bài học kinh nghiệm sát và trúng. Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến cho phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, Yên Định là huyện duy nhất trong tỉnh có được danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, cũng là huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận huyện nông thôn mới. Xây dựng huyện Yên Định giàu mạnh không chỉ là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Định, mà còn là trách nhiệm của các cấp, các ngành trong toàn tỉnh. Đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, chu đáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định và những ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với các văn kiện đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp thu để hoàn chỉnh các văn kiện trình đại hội. Đối với dự thảo báo cáo chính trị, trong phần kết quả nhiệm kỳ 2015-2020, cần phải bám sát tình hình thực tế để đưa ra những đánh giá cụ thể, toàn diện trên từng lĩnh vực. Phần đánh giá về văn hóa xã hội cần nghiên cứu lại tên đề mục, nội dung cần phải được phân tích cụ thể, làm rõ nội hàm của đề mục. Cần phân tích rõ hơn về chất lượng văn hóa, đời sống nhân dân. Một số phần đưa ra nhiều số liệu nhưng lại không đánh giá tổng quát, nên không tạo được cái nhìn tổng thể. Trong phần hạn chế yếu kém, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu báo cáo cần làm rõ những vấn đề như quản lý tài nguyên, an toàn lao động còn lỏng lẻo, vấn đề môi trường, giải quyết giáo viên dôi dư, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính còn những bất cập. Một số vấn đề về công tác xây dựng đảng còn tồn tại, tính tiên phong gương mẫu của một số cán bộ đảng viên chưa cao. Đối với phần bài học kinh nghiệm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cần sắp xếp lại thứ tự các bài học, trong đó quan trọng nhất là bài học về giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết trong đảng bộ, bảo đảm sự lãnh đạo của đảng trong cả hệ thống chính trị, giải quyết sớm những bức xúc vướng mắc phát sinh ngay tại cơ sở. Bài học về công tác cán bộ, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính. Về chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, đồng chí cho rằng nên có 3 chương trình. Một là về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Hai là phát triển công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp gắn với phát triển đô thị. Ba là đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội. Cùng với đó, cần xác định 3 khâu đột phá quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của huyện là huy động đa dạng các nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đột phá về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên. Trên cơ sở các chương trình trọng tâm và khâu đột phá, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy xác định rõ những nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo thực hiện và đạt được các mục tiêu đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã góp ý đối với các văn kiện khác và một số vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị cho đại hội. Thưa quý vị và các bạn,
Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp Thanh Hóa hiện có 174 tổ chức cơ sở đảng với trên 15.000 đảng viên đang sinh hoạt. Số lượng đảng viên đông, hoạt động chủ yếu trong các cơ quan đảng, sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, trường học, doanh nghiệp, nên việc đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên luôn được Đảng bộ khối đặc biệt quan tâm. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan đơn vị. Một buổi sinh hoạt của chi bộ phòng quản lý thương mại, Đảng bộ Sở Công Thương Thanh Hóa, bên cạnh việc thông tin tình hình thời sự, tình hình công tác đảng, các nội dung hoạt động chuyên môn được lồng ghép để mỗi đảng viên nhanh chóng nắm bắt. Buổi sinh hoạt cũng luôn có sự tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng bộ Sở. Nhờ vậy, việc nắm bắt thông tin, tư tưởng đảng viên được thực hiện kịp thời, công tác quán triệt triển khai các nghị quyết của Đảng đến được với 100% cán bộ đảng viên. Trên cơ sở đó, đảng viên phát huy được tính chủ động, trách nhiệm trong tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực công thương. Nhằm cụ thể hóa các cái nội dung nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thì Đảng bộ Sở Công Thương cái nhiệm kỳ vừa qua đã ban hành 4 cái chương trình hành động, nhiều các cái văn bản chỉ đạo thông thường khác, thông qua các cái hình thức rồi tổ chức các cái buổi học tập tập trung, rồi thông qua các cái kênh thông tin điện tử của Sở Công Thương, các cái nghị quyết đã được đến với toàn thể cán bộ và đảng viên có hiệu quả và thiết thực hơn. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những chương trình trọng tâm được Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp Thanh Hóa triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ khối đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ, cử cán bộ, chuyên viên các ban của Đảng ủy khối trực tiếp dự buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với các chi bộ. Nhờ vậy, chế độ sinh hoạt định kỳ đã được duy trì nề nếp theo đúng quy định. Nội dung chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến. Chúng tôi đã cử các đồng chí bí thư chi bộ, cấp ủy tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao cái năng lực của cấp ủy bí thư chi bộ, nhất thể hóa cái chức danh bí thư chi bộ, và các đồng chí cấp ủy thường là thủ trưởng các cái đơn vị trực thuộc, cho nên là tất cả các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đã thông qua chi bộ đã đến được với cán bộ đảng viên. Với đặc trưng của nhà trường là đào tạo cán bộ y tế, cho nên cái việc giáo dục cái nghị tư tưởng nhà trường luôn luôn quan tâm đến hàng đầu. Trong đó Đảng bộ nhà trường cũng đã chỉ đạo tất cả các chi bộ thiết lập kỷ luật kỷ cương, mỗi đảng viên, cán bộ đảng viên của các chi bộ của toàn đảng bộ nhà trường là phải mỗi là những người gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với việc đổi mới sinh hoạt chi bộ, từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp đã tổ chức 36 hội nghị thông tin thời sự cho hơn 12.000 lượt cấp ủy viên, bí thư chi bộ cơ sở, báo cáo viên, tổ chức các hội thi như hội thi bí thư chi bộ giỏi, báo cáo viên, học tập di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo môi trường để cán bộ đảng viên rèn luyện học tập. Từng tổ chức cơ sở đảng trong khối cũng đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, quán triệt học tập chỉ thị nghị quyết, đưa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên thực sự thiết thực hiệu quả. Trong thời gian tới, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tập trung tuyên truyền giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức người lao động trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ, làm tốt việc nắm bắt tình hình, quán triệt học tập nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Đảng trong các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ thường xuyên. Với những kết quả nổi bật đã đạt được, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp vinh dự là một trong 45 tập thể được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 90 năm kỷ niệm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, trong hai ngày 21 và 22 tháng 7, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Tham gia đoàn có đồng chí Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các sở ngành đoàn thể của tỉnh. Tại tỉnh Quảng Bình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng và các thành viên trong đoàn
đã thành kính dâng hương dâng hoa tại khu di tích lịch sử Hàng Tám Cô thuộc địa bàn xã Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, nơi 8 liệt sĩ thanh niên xung phong quê huyện Hoàng Hóa đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ mở đường, bảo đảm giao thông trên con đường 20 quyết thắng trên dãy Trường Sơn hùng vĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đoàn cũng đã đến dâng hương viếng mộ liệt sĩ Nguyễn Thị Sặng, quê thành phố Thanh Hóa, đã hy sinh tại hang Y Tá, dốc Ba Thang trên đường 20 quyết thắng. Tại tỉnh Quảng Trị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng và các thành viên trong đoàn đã đến dâng hoa dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt thuộc huyện Gio Linh, là nơi yên nghỉ của 10.263 anh hùng liệt sĩ, trong đó có trên 1.060 anh hùng liệt sĩ là con em quê hương Thanh Hóa. Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng và các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng và đoàn đại biểu của tỉnh đã đến viếng khu mộ các liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa tại nghĩa trang Trường Sơn, thắp hương từng phần mộ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng và đoàn công tác đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chín, nơi có 476 phần mộ liệt sĩ quê Thanh Hóa đang yên nghỉ, đài tưởng niệm trung đội Mai Quốc Ca, khu di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị và nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh, bày tỏ lòng tri ân các liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các liệt sĩ, đoàn đại biểu thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa bày tỏ quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, tiếp tục đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Xứng trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị đã quan tâm chăm sóc chu đáo phần mộ các liệt sĩ, trong đó có các liệt sĩ quê hương Thanh Hóa. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức thành viên trong 6 tháng đầu năm 2020. Phát huy những kết quả đạt được 6 tháng cuối năm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cùng các hội hữu nghị thành viên sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị của tỉnh Thanh Hóa với các địa phương ở nước ngoài. Tổ chức các hoạt động họp mặt hữu nghị, giao lưu văn hóa, sinh hoạt chuyên đề nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của Thanh Hóa và các tỉnh bạn. Tăng cường vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, vận động người Thanh Hóa ở nước ngoài tích cực tham gia, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và quảng bá hình ảnh Thanh Hóa ra nước ngoài. Hội Người Mù Thanh Hóa vừa tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và triển khai phong trào thi đua yêu nước lần thứ hai giai đoạn 2020-2025. Trong giai đoạn 2015-2020, Hội Người Mù Thanh Hóa phát động và thực hiện nhiều phong trào thi đua thiết thực với những cách làm hay sáng tạo để hỗ trợ hội viên, đồng thời khơi dậy được tinh thần vượt qua khó khăn của cán bộ hội viên. Trong hoạt động hội và trong lao động sản xuất đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng là hội viên Hội Người Mù ở các địa phương trong tỉnh. Giai đoạn 2020-2025, Hội Người Mù Thanh Hóa tiếp tục duy trì các phong trào thi đua, phấn đấu 100% hội viên trong độ tuổi lao động được học nghề và có việc làm ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm từ 2% trở lên. Các cấp hội tích cực trong việc vận động xã hội hóa nguồn lực chăm sóc hội viên, đảm bảo 100% hội viên khó khăn được chăm sóc. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được Trung ương Hội Người Mù Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen và Hội Người Mù tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và một số nguyên nhân khách quan khiến hoạt động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gặp khó khăn, có thời gian đã phải tạm dừng. Do đó, tình trạng thiếu máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế cũng diễn ra gay gắt hơn so với những năm trước. Để phục vụ hoạt động cấp cứu và điều trị, bệnh viện này đã đầu tư thiết bị bảo quản máu dự trữ. Tuy nhiên, do nguồn máu khan hiếm nên thiết bị này gần như không hoạt động. Mỗi lần bệnh viện có trường hợp cấp cứu cần máu thì đều phải liên hệ với Trung tâm Huyết học Truyền máu để được hỗ trợ. Việc thiếu máu ảnh hưởng rất lớn đến quá trình điều trị của chúng tôi. Ví dụ như chúng tôi cần để cấp cứu bệnh nhân bị chấn thương, mất máu nặng, rồi thiếu máu trầm trọng.
Thế nhưng tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nguồn máu dự trữ cũng rất khan hiếm. Thời điểm chúng tôi ghi hình, lượng máu dự trữ chỉ còn không đến 1.000 đơn vị. Với số máu này, chỉ đủ cho hoạt động cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong 1 đến 2 ngày, nên việc tiếp ứng máu cho các cơ sở y tế tuyến dưới là hết sức khó khăn. Cái nhu cầu sử dụng thì nó rất là lớn, nhưng trong khi đấy cái nguồn cung cấp máu thì rất là khan hiếm. Bệnh viện đã tuyên truyền các cái vận động hiến máu cho người nhà, bản thân những người nhà bệnh nhân, cán bộ viên chức của bệnh viện cũng sẵn sàng tham gia hiến máu khi mà xảy ra những cái thảm họa thiên tai và những cái trường hợp cần thiết trong cái trường hợp cấp cứu người bệnh. Hàng năm thì trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì có khoảng trên 25.000 người tham gia hiến máu tình nguyện. Tuy nhiên thì mới chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị người bệnh. Thì tiến tới thì ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh kêu gọi các tổ chức, các địa phương, các đơn vị doanh nghiệp cùng chung tay với ban chỉ đạo kêu gọi vận động đông đảo cán bộ, nhân viên cũng như là người dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Ngoài việc tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện theo chủ đề, ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 3 điểm hiến máu cố định, thường xuyên tiếp nhận nguồn máu từ các tình nguyện viên hiến tặng. Tuy nhiên, nguồn máu tiếp nhận được trong những năm qua chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu về máu để phục vụ cho cấp cứu và điều trị của các cơ sở y tế trên địa bàn. Chiều qua ngày 22 tháng 7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng quốc tế Nghi Sơn và Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Thanh Hóa thuộc Công ty cổ phần SOS Môi trường Việt Nam đã phối hợp tổ chức buổi diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn. Tình huống giả định được đặt ra là vào lúc 15 giờ ngày 22 tháng 7, tại bến 2A của Cảng quốc tế Nghi Sơn, tàu TH0168 thuộc sở hữu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng quốc tế Nghi Sơn đang tiếp nhiên liệu từ xe bồn, thì bị tàu HP0179 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Biển Xanh va chạm đúng vị trí kết dầu, gây vỡ đường ống nhiên liệu. Một người trên tàu TH0168 bị trượt ngã, cần được cứu nạn khẩn cấp. Sự cố làm tràn ngoài ra biển khoảng 10 tấn dầu DO. Ngay sau khi sự cố xảy ra, các thuyền viên trên tàu chở dầu đã tìm cách báo hiệu cần trợ giúp. Bảo vệ của Cảng quốc tế Nghi Sơn phát hiện sự cố đã khẩn trương thông báo cho nhân viên trong cảng dừng thao tác vận hành và báo động cho các bộ phận liên quan. Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã điều động 20 cán bộ chiến sĩ thuộc Hải đội 2 đến hiện trường phát loa còi, hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền tránh xa khu vực xảy ra sự cố, đồng thời nhanh chóng đưa thuyền viên bị nạn vào bờ cấp cứu. Tại hiện trường, Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Thanh Hóa đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa quay phao chuyên dụng xung quanh tàu chở dầu bị nạn để hạn chế tối đa lượng dầu tràn ra môi trường biển, làm sạch vệt dầu trên bến 2A. Công tác ứng phó sự cố tràn dầu là được tiến hành hàng năm. Và qua cái mỗi lần diễn tập như thế này thì mỗi cán bộ chiến sĩ được nâng cao cái nhận thức về cái vai trò trách nhiệm trong việc ứng phó. Bên cạnh đó là nâng cao cái khả năng cơ động điều hành, đảm bảo tính linh hoạt, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất trong cái vấn đề là xảy ra mang đến ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Để đảm bảo an toàn cho môi trường biển và đời sống sinh hoạt của người dân, các lực lượng chức năng còn dùng tấm thấm dầu trải đều trên mặt nước để thấm hút thành công toàn bộ lượng dầu bị đổ, cho vào bao đựng rác thải nguy hại để tiêu hủy theo đúng quy trình. Thông qua những cái buổi như ngày hôm nay thì tất cả những tình huống mà chúng tôi đưa ra là sát với thực tế nhất, và chính vì thế là khi mà tổ chức ứng phó một cái sự cố thiết thực như vậy thì khi mà sự cố thật xảy ra là chúng tôi hoàn toàn có thể tự tin, có thể ứng phó được một cách nhanh nhất và giảm thiểu được cái hậu quả của cái sự cố đó. Khu kinh tế Nghi Sơn là địa bàn trọng điểm về kinh tế xã hội, nơi có nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và nhiều công trình dự án quan trọng. Do đó, việc tổ chức diễn tập xử lý sự cố tràn dầu là hết sức cần thiết nhằm kiểm tra tình trạng trang thiết bị và sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong công tác ứng phó, nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống thực tế về tràn dầu có thể xảy ra. Trong quá trình chữa cháy rừng, dù lực lượng chức năng rất nỗ lực, song có lúc công tác chữa cháy còn chưa triệt để bởi lớp thảm thực bì cháy âm ỉ. Các tàn lửa còn sót lại rất dễ xảy ra tái cháy. Xuất phát từ khó khăn đó, thời gian qua, lực lượng kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã tích cực ứng dụng các sáng kiến kỹ thuật mới để khắc phục những hạn chế này. Trong đó đáng chú ý là sáng kiến cải tạo máy móc thành hệ thống chữa cháy rừng cơ động. Đây là buổi tập huấn sử dụng hệ thống máy móc cải tiến thành hệ thống chữa cháy rừng cơ động của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa. Hệ thống chữa cháy cơ động này gồm 3 loại thiết bị được cải tiến là xe bán tải chuyên dụng,
cải tiến thành xe chữa cháy rừng. Máy cắt thực bì, cải tiến làm máy hút nước từ kênh mương, ao, hồ, sông để bơm lên bồn chứa nước đặt trên xe chuyên dụng chữa cháy. Máy cắt thực bì, cải tiến thành máy bơm chữa cháy. Ba loại thiết bị cải tiến này hoạt động liên quan với nhau, tạo thành hệ thống chữa cháy liên hoàn. Nước bơm dưới hồ lên xe chữa cháy. Sau đó, xe chữa cháy đến vị trí có thể chữa cháy được, hoặc là cấp nước cho máy nhỏ trên rừng, hoặc là chữa cháy trực tiếp từ lượng nước có trong bình. Trong cái quá trình mà tham gia chữa cháy ấy, thì chúng tôi rất là vất vả cho cái việc mà tạo cái nguồn nước để chữa cháy, mà đặc biệt là các cái máy bơm lớn thì lại không tiếp cận được đám cháy. Cho nên là thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã tập trung thành lập một cái tổ để nghiên cứu ứng dụng các cái công nghệ cũng như là cải tiến một số các cái máy móc thiết bị trong cái công tác chữa cháy. Đây là một cái sáng kiến kỹ thuật có thể nói là mang lại hiệu quả rất cao. Và với cái hệ thống chữa cháy này thì có thể dập tắt được các cái đám cháy tán cũng như là cháy dưới mặt đất. Với yêu cầu cơ động gọn nhẹ, tiết kiệm nước, nhân lực, chi phí, những thiết bị do lực lượng kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cải tiến đã phát huy hiệu quả cao. Đó là có thể thay thế từ 50 đến 60 người chữa cháy bằng dụng cụ thủ công, thời gian chữa cháy liên tục, dập tắt đám cháy triệt để, không có tàn lửa trong rừng gây bùng phát đám cháy trở lại. Đặc biệt, với mô hình này, lực lượng kiểm lâm có thể chủ động trong mọi tình huống để khống chế, kiểm soát cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Nếu mà một cái đám cháy với cái tầm kiểm soát mới phát hiện thì chỉ cần cái lực lượng chuyên dụng của đơn vị phát hiện sớm thì có thể dùng các cái thiết bị như bơm nước, bơm tay và bình thổi gió như diễn tập ngày hôm nay là rất hiệu quả. Còn với cái quy mô lớn hơn thì đề nghị là kiểm lâm cũng có những cái biện pháp khắc phục để tăng cái vòi nước nó khỏe hơn, nó mạnh hơn và có những cái thiết bị chứa dùng nước nó có cái dung lượng nó cao hơn để tham gia rửa cháy nó hiệu quả. Trong thời gian tới, dự báo tình hình nắng nóng có thể còn tiếp diễn, tỉnh Thanh Hóa vẫn là một trong những địa phương có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, đặc biệt là những khu vực có rừng thông đang ở mức báo động cấp 4, cấp 5, cấp rất nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Do đó, lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng không chủ quan, tiếp tục áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp và có những sáng kiến thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Những năm qua, thị xã Bỉm Sơn đã chú trọng tạo điều kiện, khuyến khích người dân tận dụng diện tích đất đồi, đất nông nghiệp kém hiệu quả, chuyển sang đầu tư phát triển theo mô hình trang trại. Đến nay, nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất. Gia đình ông Nguyễn Xuân Hùng ở thôn 2 xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn có 2,5 hectare đất. Những năm gần đây, gia đình ông đã đầu tư phát triển kinh tế trang trại tổng hợp, trong đó tập trung nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả. Nhờ đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm vào sản xuất, nên trang trại của gia đình ông đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hàng năm sản lượng cá và cây ăn quả đã mang lại thu nhập cho gia đình trên 600 triệu đồng. Ngày trước thì gia đình tôi như vậy là làm trang trại, cái kinh nghiệm, kỹ thuật chưa có kinh nghiệm. Đến sau này tôi đã áp dụng được khoa học công nghệ vào sản xuất tất cả các loại cây con. Đều tôi thấy là đều có cái hiệu quả rất tốt. Thì năng suất là thu rõ, thấy lợi nhuận rõ rệt hàng năm. Hiện nay trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn có trên 260 trang trại gia trại, trong đó có khoảng 60 trang trại và gia trại có thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm. Thời gian qua, thị xã Bỉm Sơn đã có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ các trang trại và gia trại về chuyển giao công nghệ, vay vốn lãi suất thấp từ các ngân hàng để đầu tư nhà xưởng, mở rộng mô hình. Nhờ đó đã khai thác được tiềm năng và lợi thế trên địa bàn. Nhiều vùng đất khô cằn sình lầy hiệu quả kinh tế thấp trước đây đến nay đã mang lại kinh tế cao nhờ chuyển đổi mô hình trang trại và gia trại. Chuyển đổi từ cây lúa sang những cái ruộng đất gọi là đồng trũng, đồng lầy. Và thứ hai là kết hợp chăn nuôi ở trên mặt nước đã mang lại cái thu nhập kinh tế cao cho gia đình, đặc biệt là những cái cây phát triển phù hợp với ở vùng đất như là thôn 1, thôn 2 là như là cây bưởi, cây ổi thì hiện nay đã đưa vào thu hoạch là đã có cái kinh tế cao để thu nhập trong gia đình. Đối với hội làm vườn và trang trại thị xã Bỉm Sơn trong thời gian qua thì đã phát triển rất là mạnh so với những năm trước mới thành lập. Các trang trại bây giờ là đã đưa áp dụng khoa học kỹ thuật vào để canh tác cho nên là đem lại cái hiệu quả kinh tế nó cao.
Việc đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại và gia trại ở thị xã Bỉm Sơn đã giúp người dân khai thác sử dụng có hiệu quả đất đai, thuận lợi trong ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đồng thời góp phần thay đổi tư duy của người dân từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất chất lượng nông sản, có khả năng cạnh tranh trong cơ chế thị trường. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.